Video này Cao Chí Minh giới thiệu đến các bạn cây đàn guitar giảm giá 2 triệu 2, cây Aria AC10 made in Japan Nhật Bản. Đây là tem thùng đàn. Đàn made in Japan Nhật Bản, model AC10, khóa dung mộc của Aria. Cây đàn này về dòng đời thì nó ngang với cây Yamaha G100. Nó sẽ ngang với cây Yamaha G100. Đây là tổng thể cây đàn. Đàn vân gỗ rất già và đanh. Mặt top thùng đàn. Ngựa đàn vẫn còn nhiều. Ngựa đàn còn nhiều. Action vừa phải, không cao. Ngựa đàn còn hạ được thấp nữa. Đây là cái mức action mà phần đông mọi người vẫn chơi. Các bạn có thể hạ một chút nữa vẫn được, bằng cách mài bớt cái phần ngựa đàn xuống. Đây là phần hông đàn. Không có bị cắn vỡ ở bất kỳ chỗ nào nhé. Không có vỡ, không nứt. Đàn này đã qua sử dụng cho nên là cũng ngoại hình là cũng cũ. Ngoại hình là cũ. Hiện đang giảm giá 2 triệu 2. Bao gồm có đàn kèm một số phụ kiện đi theo đàn. Như dây, móng, kẹp, bao đựng. Đây là đầu đàn và khóa đàn. Cần đàn và gót cần đàn. Mặt sau cần đàn. Đàn cần thẳng, đàn thuộc dòng classic, chạy dây ni lông. Cần rất thẳng. Đây là mặt mặt top thùng đàn đây. Quay rất là chi tiết để cho các bạn nhìn tình trạng và độ ở nguyên vẹn của đàn. Đàn là nguyên zin, không có sửa chữa, không có chắp ghép nối gì cả. Ngay sau đây thì các bạn sẽ nghe âm thanh mộc của đàn quay trực tiếp bằng điện thoại. Đây thùng đàn đây, tem Aria Concert Guitar AC10. Model AC10 này nó ngang tầm với lại cây Yamaha G100. Ngay sau đây tôi sẽ test âm cho các bạn nghe về cái chất âm mộc của cây đàn guitar classic hãng Aria Nhật Bản, model AC10. Mức giảm giá 2 triệu 2, có kèm phụ kiện theo đàn. Đây là tổng thể ngoại hình đấy. Đàn cũ đã qua sử dụng nhưng tất cả cấu hình đàn là nguyên zin. Không sửa chữa, không dập vỡ, không nứt bẻ ở đâu. Bây giờ là âm thanh test mộc của cây đàn.